xốp loa và phụ kiện đi rừng xin kính chào toàn thể các bác. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác cụ thể về một cái dòng loa bẫy chim, một cái dòng loa các bác sử dụng rất nhiều và đang được bán chạy nhất trên thị trường. Dòng loa này thì phải nói đến nó có nhiều cái ưu điểm, chẳng hạn như là một cái dòng loa giá thành vừa phải và được các bác đánh giá là khi sử dụng từ 3 đến 5 năm mà dòng loa này nó không bị rè cái âm thanh. Và cái âm thanh của nó thì cũng không kém gì cái dòng loa cao cấp như Q92, Q93 cả, mà giá thành lại cực kỳ là phải chăng. Có chăng nó thua một chút cái dòng loa cao cấp là ở cái điều khiển này thì pin lại không sạc được mà là phải thay pin. Đấy, nó thua kém một cái dòng loa cao cấp một chút ở cái điểm như vậy. Còn về chất lượng âm thanh thì không kém chút nào nha các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu với các bác cụ thể về cái dòng loa này, và cũng qua đây thì xin test thử luôn với cái âm thanh của cái dòng loa này cho các bác xem thử. Đấy. Hàng này thì lúc nào cũng được liên tục được cập nhật hàng mới nhất. Đấy. Hàng về không số lượng nên là các bác cứ yên tâm. Đây là cái chiếc túi đeo loa của cái dòng loa 898 này. Đấy. Kèm theo một chiếc mic nói. Mic này thì dành cho các bác mà đi hát rong hoặc là các bác mà là giáo viên trợ giảng rất tốt. Đấy. Kèm theo đó là một cục sạc. Cục sạc cái DC 10V, một dây đeo loa. Và đây là pin của remote. Đấy. Đây là chiếc thân loa. Thân loa này thì các bác nhìn luôn. Ở trên máy quay này, em quay này, nó đã được ngụy trang màu lính luôn nha các bác nhé. Đấy, ngụy trang này, sơn màu ngụy trang, có tem mác của công ty đàng hoàng nha các bác nhé. Đấy. 2019 này, đời mới nhất này. Và đây là phiên bản tiếng Anh này các bác này. Phần trên này tất cả các núm thì em sẽ giải thích cho các bác nếu mà bác nào mới tập chơi hoặc là khi các bác mua loa này lần đầu. Đây là cái nút echo này. Nút này là thường để chỉnh âm bass chét ấy. Thế nhưng mà cái này nó lại chỉnh cho mic. Chỉnh cho cái chiếc mic nói này này. Nên là các bác sẽ không sử dụng đến cái phần núm này. Và các bác chỉ sử dụng nhiều cái phần núm bên tay phải này. Đấy, các bác bật nguồn lên. Đây sẽ là nút bật nguồn, nút khởi động và cũng là nút chỉnh to nhỏ volume luôn. Đấy. Và khi mà các bác sạc pin nhé, khi các bác sử dụng sạc pin này, rất nhiều bác thắc mắc này. Khi các bác cắm vào đây, các bác mua về thì cái nút này này, nút báo pin này nó sẽ nhấp nháy. Thì đấy là cái báo hiệu của cái dòng loa này nó đang sạc pin, đang được sạc pin. Khi nào mà cái đèn này nó không nháy nữa thì đồng nghĩa với việc là pin nó đã đầy. Nó đã được lắp đầy. Còn đây là cái nút chỉnh âm bass check, mở volume to nhỏ này. Khi các bác chưa lắp thẻ thì bật lên nó sẽ hiện chữ A U H như này, hoặc là khi các bác lắp thẻ rồi nhưng mà thẻ của các bác không được nhận hoặc thẻ lỗi thì nó cũng sẽ hiện lên như này. Đấy. Đấy là cái nút nút chỉnh volume và nút bật nguồn. Còn đây là nút chỉnh về bài này, đây nút play này, nút mở hoặc là dừng lại này. Đây là nút next bài này. Loa này thì sẽ chạy qua hai cổng thẻ nhớ, đó là USB và thẻ nhớ SD đều chạy nhé các bác nhé. Đấy. Còn đây là cái nút mà cắm cái mic nói này. Đấy, bên này thì nếu mà bác nào sử dụng tai nghe thì các bác sẽ cắm vào đây. Đấy, cái tai nghe mà thường các bác cắm vào điện thoại nó sẽ cùng rắc đấy ạ. Đấy. Nút này là nút chỉnh model, nút này là nút chỉnh âm sound. Hai nút này thì thường các bác đừng có ấn vào. Đây là loa QS898 này. Trọng lượng của cái loa này thì nó độ khoảng 500g nhé các bác nhé. Pin của cái dòng loa này là thế hệ pin kép. Đấy. Pin kép nó như thế nào? Nó là hai quả pin nó lồng vào một và nó chế thành một quả pin để sử dụng cho cái dòng loa 898 này. Loa này thì theo thông số của nhà sản xuất, các bác có thể sử dụng từ 6 đến 8 tiếng dùng liên tục. Có nghĩa là nếu mà bác nào sử dụng nhiều, các bác bật một ngày là nó sẽ hết. Đấy. Còn nếu bác nào mà thường xuyên đi rừng hoặc là cần cái lượng pin nó nhiều hơn thì các bác có thể mua thêm một quả pin dự phòng shop sẽ gửi kèm theo. Thì các bác mua thêm quả pin dự phòng thì các bác có thể sử dụng được từ 10 đến 12 tiếng. Đấy. Đấy là sử dụng lâu dài. Và bây giờ thì em sẽ test thử cái âm thanh của cái dòng loa này cho bác xem. Đây là chiếc thẻ nhớ mà em đã được cài sẵn tiếng rồi. Bác sẽ cài ở bên rìa này nhé.
Và nếu bác nào mà mua loa, mua kèm thẻ, em sẽ cóp sẵn tiếng vào đây, cóp sẵn tiếng và em để sẵn ở trong loa này. Về các bác nhận hàng thì các bác chỉ việc bật volume lên kiểm tra như này thôi. Đấy, khi mà thẻ nó đã được vào máy và ở trong cái chế độ chờ thì nó sẽ hiện lên cái từ pau này. Đấy là khi loa đã nhận thẻ nhé các bác nhé. Em sẽ thử luôn cả chiếc điều khiển. Điều khiển thì cách sử dụng của điều khiển thì không khác gì những cái điều khiển tivi cả. Đấy, tất cả các phím bấm đây, nhưng mà có một cái điểm quan trọng đó là các bác để ý đến cái nút C này. Nút C này là cái nút lặp đi lặp lại một bài. Các bác đi đánh thì các bác rất cần cái nút này. Đấy, các bác lắp pin vào cho em nhé. Đây là nó ở trong chế độ bật sẵn rồi. Đấy là tiếng âm thanh của cái dòng loa 898 đời mới nhất. Nếu mà tính đến cái vấn đề mà cùng phân khúc chẳng hạn như là cùng cái giá thành thì đây là một cái lựa chọn tốt nhất dành cho các bác so với những cái dòng cùng phân khúc hoặc là giá tiền nó tầm tầm. Đấy, thì các bác nên chọn cho mình một cái dòng loa như thế này. Đây là loa 898 đời mới nhất nhé các bác nhé. Rất cảm ơn các bác khi các bác đã xem video. Và để liên hệ đặt hàng, mua hàng, các bác cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số 0396084453. Và các bác có thể để lại comment số điện thoại ở phần bình luận, shop sẽ tự động gọi điện lại và tư vấn cho các bác. Đấy, rất mong các bác xem video, các bác sẽ ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình và ấn vào quả chuông để theo dõi những clip tiếp theo mới nhất mà shop up lên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.